Dạ, chào anh chị em trên mọi miền đất nước ạ. Bữa nay cây kiển Hồng Hằng về một clip clip phôi trang Ngọc cây phôi trang rồi Cần Thân rồi Linh Sam rồi Sam Trái rồi Mai Chiến Thủy với Tường Vi để giao lưu anh chị em trên toàn quốc ha. Số điện thoại của vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo. Dạ, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Bây giờ vô mỗi mã số 1 cho anh chị em tham khảo. Dạ, mã số 1 là Linh 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 Sam 86 anh chị em. Cây này đã thành phẩm rồi. Đó, nó cũng chuẩn bị cho hoa luôn đó. Nó có da, nó có dáng cò lắc cũng quái nha. Đây mình ra chiều cao. Dạ, chiều cao là 26 ạ. Dạ, tán ngang là 35. Dạ, hoành thân là 10. Đế cũng nở nha. Rồi, để cái xưa vàng xương này nó cũng ấm tàn nha anh chị em đó. Dạ, mã số 1 cho lưu với anh chị em là 700 ngàn cũng bao xếp toàn quốc. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 2 cũng là Linh Sam. Linh Sam 86. Dạ, bông tím anh chị em. Cái thân nó co lắc cũng quái. Dạ, chiều cao là 29. Dạ, tán ngang là 34. Dạ. Dạ, hoành thân này là 9. Dạ, mã số 2 giao lưu với anh chị là 700 ngàn. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 3 là Mai Chiến Thủy, là Mai Chiếu Thủy anh chị em. Đó, cây này nó cũng dàn xưa nó cũng ấm tàn nên cho em bài đó. Bông nó thơm ha. Cái này hả, anh chị em có chốt mình xếp chậu được đó. Dạ, chiều cao là 20. Dạ, tán ngang là 39. Dạ, hoành thân là 16. Dạ, mã số 3 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 4 cũng là Mai Chiếu Thủy. Đó, cây mình nuôi nuôi chậu sống khỏe lắm anh chị em ơi. Dạ, chiều cao là 20. Dạ, tán ngang là 45. Dạ, hoành thân 14. Dạ, số 4 Zalo anh chị em cũng là 700 ngàn. Mình đổi cây. Dạ, mã số 5 cũng là Mai Chiếu Thủy. Cây ấm tàn. Dạ, chiều cao là 23. Dạ, tán ngang là 34. Dạ, hoành thân 17. Dạ, mã số 5 cũng giao lưu với anh chị em là 650 ngàn cũng bao xếp toàn quốc, khi đi mình bao chậu trên chim luôn. Dạ, mã số 6. Dạ, mã số 6 cũng là Mai Chiếu Thủy. Cái này bông trắng thơm anh chị em ơi. Dạ, chiều cao 18. Dạ, tán ngang là 37. Dạ, hoành thân là 20. Dạ, mã số 6 giao lưu với anh chị em cũng là 700 ngàn. Dạ, mình đổi cây.
Và mã số 7 là Linh Sam lá rí nha anh chị em. Cây này mình cũng nuôi trong chậu, nó cũng thuần chậu rồi lắm. Mấy cái đoạn này là nó già là chuẩn bị cho qua đó. Dạ, chiều cao là 24, mình đo cái tán đánh dài, tán ngang của nó đi. Tán ngang của nó là 57. Cái này đế nơm. Dạ, hoành thân là 18. Để mình lấy cái dàn xương cho nó. Đó, dàn xương nó cũng dày lắm anh chị này. Dạ, mã số 7 giao lưu với anh chị em là 600.000. Khi đi mình bó bầu anh chị em rút chậu đi. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 8 cũng là Linh Sam lá rí luôn anh chị em này. Mấy đọt già này cũng chuẩn bị cho qua đó. Dạ, chiều cao là 26. Cái tán này là 464. Đây mình đo cái tổng cái thân này. Tổng cái thân này là 23. Để mình lấy dàn xương này nó cũng đó, dàn xương này nó cũng dày lắm nha anh em. Dạ, mã số 8 giao lưu với anh chị em là 650.000. Dạ, mình đổi cây. Dạ, bây giờ mình lên là mã số 9 là phôi sâm trái nha anh chị em. Cây này mình đã nuôi nó ra lá rồi đó, cây sống khỏe rồi đó. Rồi để mình đo. Mình được vài cặp sam, ba cặp sam mà giá chiều cao. Giá chiều đổ là 18. Giá bên đây là 20. Cái củ này nó cũng nở lắm nè. Dạ, cái củ này 11. Cái này củ này nở nè. Cái này mà nếu anh chị em có chốt là về mình cắt cái ống mũ này ra được đó anh chị em ơi. Cây nó khỏe rồi đó. Dạ, mã số 9 giao lưu với anh chị em là 500.000. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 10 cũng là cặp sam trái. Được 3 cặp nha anh chị em. Dạ, chiều đổ này 24. Dạ, bên đây là 24 luôn. Cái thân là 9. Dạ, mã số 10 giao lưu với anh chị em cũng là 500.000. Mình đổi cây. Dạ, mã số 11 cũng là cặp sam trái anh chị em ơi. Cái này quá trời, cái củ nè, nó ăn hết cái ống nước này anh chị em về tháo ra được rồi. Dạ, chiều đổ bên đây 18. Dạ, cây bên đây 20. Mình đo cái này khó đo lắm. Cho phỏng phỏng khoảng là 89 nè anh chị em ơi. Và mã số 11 vô lô với anh chị em cũng 500.000. Mình đổi cây. Và mình còn cặp tường vi anh chị em. Và mã số 12 là cặp tường vi. Cái này là màu tím nha anh chị em. Và chiều cao là 100. Cái thân thì bằng bên đây bằng ngón tay cái mình, bên đây thì bằng ngón tay giữa mình. Bông nó màu tím á. Và mã số 12 giao lưu với anh chị em là 400.000. Rồi mình đổi cây. Hai cây. Và mã số 13. Cái này mình được một cặp mai. À, mai chiến thủy đặng keo nha anh chị em. Đó, mình còn một cặp đó, nu của nó nè. Cây thuần chậu sống khỏe rồi. Dạ, chiều cao là 38. Cây bên. Ủa, đây đo lộn. Dạ, chiều cao là 28. Dạ, cây bên đây là 20. Dạ, bành thân 13. Dạ, hoành thân 11. Dạ, mã số 13 giao lưu với anh chị em là 700.000. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 14. Mình còn một
mộc gây cần thân. Có ghi hả? Vừa qua mình cũng cảm ơn chị anh chị em rất nhiều đó ủng hộ mình những cặp cần thân mini để bàn nè. Giờ mình còn một cây à. Dạ, chiều cao là 19. Dạ, tấn ngang là 47. Dạ, cũ nó thì 16. Dạ, mã số 14 giao lưu với anh chị em là 250.000. Dạ, mình nói thôi. Dạ, mã số 15 này mình lên trang anh cho em trang đỏ lá nhỏ. Cây này mình cũng nuôi trong chậu, cũng thùng chậu rồi. Dạ, chiều cao là 27. Dạ, tấn ngang là 34. Dạ, hoành thân là 13. Dạ, mã số 15 giao lưu với anh chị em là 350.000. Đổi cây. Dạ, mã số 14. Ủa, lộn anh chị em. Dạ, mã số 16 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Dạ, chiều cao là 29. Dạ, tấn ngang là 32. Củ nở hết trơn vậy mày. Dạ, hoành thân 15. Dạ, mã số 16 giao lưu với anh chị em là 400.000. Cái này nếu mà anh chị em về có chốt á thì anh chị em moi đất ra nghe, cục đất này nó còn cứng dữ lắm luôn. Dạ, mã số 17 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Mấy cái đoạn này chuẩn bị nó già nữa, nó ra bông hết anh em ơi. Dạ, chiều cao là 24, tấn ngang là 33, hoành thân 15. Dạ, mã số 17 giao lưu với anh chị em là 450.000. Dạ, mình đổi cây. Mã số 18 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Đó, cây nó chuẩn cho qua rồi, dữ lắm nè. Chiều cao là 24. Dạ, tấn ngang là 29. Dạ, hoành thân là 15. Dạ, mã 18 giao lưu anh chị em là 400.000. Dạ, mình đổi cây. Mã số 19 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Hồi nào nó cũng có đế hết trơn. Dạ, chiều cao là 27. Dạ, tấn ngang là 34. Vành thân 14. Quá trời cái đế nè, mình đã lắp hết trơn đây nè. Dạ, mã 19 giao lưu danh cho em là 450.000. Đổi sang mã số 20 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Này thôi trang, mà nếu mà anh chị em mà về cho nó ra bông thì mình cắt nước nha. Cắt nước ngày hai ngày thì ngày đó anh em tưới vô rồi nó ra bông trở lại à. Dạ, chiều cao là 29. Dạ, tấn ngang là 25. Dạ, hoành thân 16. Dạ, mã số 20 giao lưu với anh chị em là 450.000. Dạ, đổi cây. Mã số 21 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 24. Tấn ngang là 29. Dạ, hoành thân là 16. Quá trời cái đế của nó nè đâu. Dạ, mã số 21 giao lưu với anh chị em là 450.000. Dạ, mình đổi cây. Mã số 22 cũng là trang đỏ lá nhỏ. Mấy cái phôi này mình vô mấy cái chậu này mình đã moi đất rồi đó. Anh chị em về chỉ thay chậu lớn mình chơi à. Dạ, chiều cao là 22. Mình đo tổng cái thân này ha. Tổng hết cái này là 22. Mã số 22 giao lưu với anh chị em là 400.000. Dạ, mình đổi cây. Mã số 23. 23 này trang hồng phấn lá nhỏ anh chị em.
Dạ, chiều cao là 24. Dạ, hoành thân là 16. Mã số 23 giao lưu với anh chị em là 400.000. Dạ, mình đổi coi. Mã số 24 cũng là chân đỏ lá nhỏ. Đó, hồi mận những hồi này nó cho ra bông hết đó anh chị em. Mình về mình thay cái chậu lớn một chút. Dạ, chiều cao 18. Dạ, tổng cái này là 219. Dạ, mã số 24 giao lưu với anh chị em là 400.000 đổi cây. Mã số 25 cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Cây này nhỏ mà bộ đế nó quá trời ha. Mình đã vô nè, cây nó sống khỏe, nó đâm chồi rồi đó. Dạ, chiều cao là 16. Dạ, dạ, hoành eo này 13. Dạ, mã số 25 giao lưu với anh chị em là 350.000 và đổi cây. Dạ, mã số 26 là chăn cam lá nhỏ. Đó, cây chuẩn bị cho qua hết đó. Đó, có dáng bài nha anh chị. Chiều cao 16. Cành bay bên đây là 27. Mình đo hoành thân. Dạ, hoành thân là 14. Mã số 26 giao lưu với anh chị em là 500.000. Mình đổi cây. Mã số 27 là chân vàng lá nhỏ. Cái này về là anh chị em trong khoảng chừng 1 tháng nữa là nó cho qua hết. Cây này mình vô chậu mình đã môi đất rồi. Dạ, chiều cao 14. Dạ, tấn ngang là 28. Mình đo tổng hết cái này ha. Tổng hết cái này là 23. Mã số 27 giao lưu danh chị em là 500.000 và mình đổi cây. Rồi bây giờ mình lên cặp phôi ha, phôi trang anh chị em. Và mã số 28. 28 là một cây này là cây cam. Còn bên đây là cây tím sen. Đó, mình lên cặp cho anh chị em xem á. Dạ, chiều cao là 17. Dạ, bên đây là 20. Mình đo tổng cái này. Cái hoành thân này là 15. Bên đây lớn hơn. Dạ, mã số 28 giao lưu với anh chị em là 600.000. Dạ, mình đổi cây. Mã số 29 là một cây hồng phấn. Cái này hai cây hồng phấn hết anh chị em ơi. Hai cây này nó có dáng giống giống nhau ha. Nó có đế hết trơn đó. Chiều cao 14, bên đây 15. Dạ, hoành thân là 16. Bên đây nở hơn nè. Và mã số 30 giao lưu với anh, mã số 29 giao lưu với anh chị em là 600.000. Dạ, mình đổi cây. Và mã số 30 là cũng là mã số cuối cùng, mình cũng giao lưu hai cây, một cây vàng và một cây tím sen. Dạ, chiều cao là 14, bên đây cũng 14. Dạ, thân này là 16. Bên đây là chắc lớn hơn đó. Dạ, mã số 30 giao lưu với anh chị em cũng là 600.000, mình cũng bao xếp toàn quốc. Là cũng mã số cuối cùng. Dạ, cuối clip xin chúc anh chị em một ngày cây an lành hạnh phúc, làm ăn phát tài. Số điện thoại của dường mình là 0939906192, là cũng là số Zalo. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Mình cũng cảm ơn anh chị em vừa qua ủng hộ rất nhiều. Hẹn anh chị em clip sau sẽ gặp lại. Dạ, chào anh chị em.